Đỡ ngủ sớm nha bà già. Ok nha bà già. Dương Kiệt, thôi tôi dành nhan sắc để làm vợ con dáng U8000 này vui hơn nha. Ê, xíu qua nhìn trong đây vẫn chưa đổi được tên nè Kiệt ơi. Chắc là tự nhiên nhắc tới chữ Kiệt làm tôi nhớ mấy nhỏ trên mạng hay gọi Kiệt là Kiệt là Ê, dạ, xin lỗi nha. Mấy nhỏ trên mạng chuyên gia luôn. Kiểu có một mấy cái tên mà nó hay bị ghép với mấy cái chữ á. Giang thì hay đi với Mai nè, xong rồi Kiệt thì hay đi với là Đức thì hay gì ta, hình như là Đức Cớp. Mệt mỏi lắm, khổ lắm cơ. Kiệt luôn hả?